Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay tôi quay lại và giới thiệu với các bạn thêm một thủ thuật mới trên phần mềm Microsoft Word. Và sau đây tôi có một file Word như sau, đó là một cái phiếu xuất kho. Và sau đây tôi có một nhiệm vụ là phải tính tổng cho các cột số liệu ở đây. Thông thường thì việc này các bạn phải làm trên phần mềm bảng tính Excel. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện công việc này ở trên Word. Thì để tính tổng được cho các cột này thì đầu tiên các bạn cần đưa chuột vào vị trí cái ô mà chúng ta cần tính tổng, thường thường là ô cuối cùng. Bấm chuột vào như thế này, sau đó các bạn vào giải lệnh layout. Và lưu ý các bạn ở đây có hai giải lệnh layout, giải lệnh ở phía ngoài phía bên tay trái, phía bên tay trái cũng có một là giải lệnh layout, và ở phía ngoài cùng phía bên tay phải cũng có một giải lệnh layout, và các bạn bấm vào cái giải lệnh layout ở phía ngoài cùng bên tay phải. Sau đó các bạn bấm chuột vào nút lệnh có tên là formula và biểu tượng là chữ fx ở đây. Sau đó các bạn thấy là trong cái ô formula nó đã hiển thị cho bạn một cái hàm, và sau đó các bạn chỉ việc bấm OK và các bạn thực hiện tương tự cho các ô còn lại. Vào layout, chọn formula và bấm OK, chọn formula và bấm OK, chọn formula và bấm OK. À, với cách này thì các bạn đã có thể tính được tổng của các dữ liệu trong văn bản Word. Nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký để ủng hộ kênh. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.